Chưa bạn, Redmi Note 12T Pro nhá. Hot phết đấy các bạn. Bán trực tiếp ở shop thì không nhiều đâu, nhưng mình bán online rất là nhiều. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình là để mình seal và các bạn sẽ cài, nhưng mà nhiều bạn không biết cài cái tiếng kiểu gì hết. Thì là một số bạn thì bỏ cái bóc luôn là mình cài. Thì ngày hôm nay chiếc máy này, một chiếc máy màu trắng là mình ship ngay đến Mỹ bảo hành thôi, thì mình sẽ bóc siêu chiếc máy này và cài để các bạn nào mà để cái siêu không biết cài có thể xem clip này luôn nhá. Bây giờ mình sẽ bóc ra các bạn xem màu trắng như nào và mình sẽ cài cái việc luôn nhá. Đây các bạn nhé, cái này là email nó là 576487 này. Một chiếc 12 à một chiếc Note 12T Pro 58 ở trong 128 nhá. Bây giờ mình sẽ mở siêu nhá. Các bạn nhìn thấy là nguyên siêu nhá. Bạn mà đặt mình chiếc máy này thì bạn cũng xem clip này luôn, nó là nguyên siêu nhá. Đó, bây giờ mình sẽ mở siêu ra này. Đó, mình sẽ chuyển rách 3 đường này thôi thì nó sẽ giữ được lớp nylon bên trên, nó sẽ sạch hồ. Khi các bạn nhận được thì nó vẫn là sạch sẽ, nó không bị bẩn hồ. Đó, mình sẽ mở ra nhá. Màu trắng thì mình chưa nhìn. Màu đen thì sẽ là phân carbon, màu đen rất đẹp. Lúc nào bạn nào mua máy màu đen ấy, mình sẽ bóc ra. Hôm trước mình bán máy đen cho bạn để mình siêu thì nó là vân carbon. Cái màu xanh thì mình đã làm clip trước rồi, các bạn biết rồi đúng không? Đó, màu cũng hơi bóng, nó bóng hơn cái màu trắng ở trước nó màu T Pro một chút. Cái màu đen mình thấy là đẹp nhất, màu đen sẽ là vân carbon ở đây. Đó, vân carbon rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ kích hoạt lên và mình sẽ cài Google Play và cả tiếng Việt nhá. Đây các bạn nhá. Kích hoạt lên thì nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi, và rất nhiều app của Trung Quốc đây thì chúng ta sẽ xóa đi nhé. Giữ vào tay màn hình này thôi. Đó, chọn những ứng dụng cần xóa thôi. Xóa hết cả Trung Quốc đi. Mình thì thích để lại cái TikTok này. Đấy nhá, mình sẽ cài Google lên đây nhá. Ấn đây để chọn gói tiếng Anh nhé. Google Play này. Các bạn ấn lên này, chuyển ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Trung nhé. Đó. Tìm Google Play này, sau đó chúng ta sẽ ấn vào update là được. Đây, ấn vào đây này, thì nó sẽ cài được Google Play, thế thôi. Còn bây giờ chúng ta cài tiếng Việt ấy, thì rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ cài tiếng Việt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào, rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào cái trình duyệt này. Đó, chúng ta trình duyệt Trung Quốc này. Chúng ta sẽ đến cái trang web là youtube.com nhé. Các bạn ấn vào đây để chuyển tiếng Anh nhé. Bây giờ mình có hướng dẫn đấy, YouTube. .com này. Đó, nó sẽ vào cái trang YouTube và chúng ta sẽ vào cái kênh của mình nhé, là mnm.vn nào. Sẽ tìm kênh của mình. Đó thì khi cái kênh của mình ấy thì nó sẽ có cái file hướng dẫn cài tiếng Việt mà không có root này, chúng ta ấn vào đây nhé. Đó, thì trước là mình sẽ hướng dẫn cho Mi 13 ấy, thì bây giờ nó có Mi 14 rồi, mình đã up lên rồi. Ấn vào tiếp theo nhá, mở rộng nó nhá. Chúng ta sẽ vào cái đường link là Mi 14, chúng ta tải cái file này về cho mình. Đó, chúng ta sẽ tải cái file tiếng Việt cho Mi 14 về nhá. Có hơn 100 MB thôi. Nó rất là nhanh. Đó, chúng ta đào về nhé. Đó. Đấy, đào rất là nhanh nhé. Thì ở đây là mình vừa rồi mình ấn nhầm là cái tải của Mi 13. Đấy, mình xóa cái Mi 13 đi. Đó. 20 trên dây rất là nhanh. Ok, khi tải xong chúng ta sẽ vào cái trình quản lý file là file manager này. Đó. Đó, sau đó sẽ đẩy luôn đến cái file mình chúng ta vừa đào về. Ấn vào đây chúng ta giải nén nhé. Chọn bộ nhớ để giải nén này. Extract này nhé. Đó, ok, khi giải nén xong thì chúng ta sẽ vào chúng ta cài đặt thôi. Đó, vào cái folder này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có ba cái này thì chúng ta sẽ ấn vào cái setup là trước để chúng ta chuyển từ sang ngôn ngữ tiếng Việt được ấy. Chúng ta ấn allow cho đồng ý nhá. Chúng ta sẽ cài đặt này. Nó sẽ hỏi là cái này sẽ nguy hại đến thiết bị thôi, kệ thôi, ấn vào allow nhá. Chỗ này các bạn nhìn nhá. Đó. Ok, chúng ta đã cài xong rồi này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cài cái file setting này. Thì cái file này nó sẽ phần setting chúng ta sẽ có tiếng Việt này. Rồi, ấn update nhá. Ok nhá. Update xong ok này. Sau đó chúng ta nếu mà bị lỗi phông thì chúng ta sẽ cài cái file thêm đấy nhé, để chúng ta có thể đào cái phone khác, phông khác về. Đó, chúng ta update tiếp nhé. Update lại. Ok, xong 3 file này thì bây giờ chúng ta sẽ cài tiếng Việt nhé. Chúng ta sẽ vào cái xe edit này nhé. Đó, chúng ta sẽ ấn cho đồng ý để cho cấp quyền cho nó nhé. Ok này. Đó, chúng ta sẽ ấn và tìm xuống phần dưới cùng, cứ kéo dưới cùng đi. Phần SC dưới cùng có chữ S ấy. Đó, thì nó sẽ có đây. System local nhá, là có cái khu vực của hệ thống đấy, chúng ta sẽ chọn sang Việt Nam nhé. Đây, bây giờ chúng ta edit thì nó bắt chúng ta phải bật lên này, chúng ta sẽ bật lên nhá. Đó, chúng ta ấn lại nhá. Edit nhá. Đó, thì chúng ta sẽ chọn là VI này. Gạch ngang. Gạch ngang nhá, để mình xem gạch ngang được nào. Đây gạch ngang nhá. VN cho viết hoa nhá. Ấn save vào nhá. Đó. Bây giờ chúng ta khởi động lại máy thì nó sẽ có tiếng Việt đầy đủ nhá. Giữ phím này này. Trong vòng mấy giây ấy, chúng ta sẽ khởi động lại này. Đó, bây giờ khởi động xong rồi nhá, nó có tiếng Việt rồi các bạn. Thì bây giờ là nếu mà muốn xóa những cái ứng dụng của Note của Trung Quốc thì chúng ta xóa đi nhá. Ấn xóa cho nhanh. Đó, gỡ Note này. Xóa Note lại đi.
Đó. Thế là chúng ta đã có tiếng Việt và cả Google Play nhé, tiếng Việt ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ này. Đó, thì hiện tại là nếu mà khi chúng ta cài xong ấy thì sẽ lỗi phông một chút, các bạn nhìn không nét đậm nét nhạt này, thì chúng ta có thể cài thay phông được. Bởi vì bây giờ mình chúng ta cài cái file thêm ấy, thì chúng ta sẽ vào phần hiển thị nhá. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần là phông chữ này. Đây này, cài đặt phông chữ này. Rồi chúng ta ấn vào phần ba dấu chấm nhá, rồi chúng ta đao một cái phông khác về. Đó, cho nó loát mạng này. Cái này sẽ hơi lâu tí nhá. Đó, sau chúng ta đao vào phông chữ khác về mà chúng ta lên tìm những cái phông chữ nào có nét mảnh mảnh ấy, thì khi chúng ta đao xong chúng ta áp dụng ấy thì chúng ta sẽ thay được cái phông đi để trông nó đỡ xấu. Đó, còn nhiều bạn thì bạn không quan trọng thì bạn để cũng được, không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ tải ứng dụng các thứ về nào đầy đủ tiếng Việt hết rồi. Đó, các bạn nhìn nhé, đầy đủ tiếng Việt. Một số cái nó vẫn có tiếng Anh một chút đấy, như cái này chẳng hạn này, không sao cả, như ghi chú này. Đó, và nếu mà chúng ta muốn soạn tả tiếng Việt ấy, bởi vì đây là vẫn là bản phím của Trung Quốc ấy, thì chúng ta sẽ lên Google Play này, chúng ta đào cái la bàn key về nhé, là chúng ta sẽ có tiếng Việt. Thì nếu mà các bạn xóa cái file đi thì chúng ta sẽ mất tiếng Việt đó, chúng ta sẽ cất nó đi nhá. Đó, ok nhé, đơn giản như vậy thôi. Đó, chúng ta cất đây, đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn cái bản này chúng ta sẽ áp dụng được cho tất cả những cái máy Xiaomi có MIUI 14 nhé, là tất cả những cái máy đây là chúng ta có thể cài tiếng Việt được. Đó, bạn nào mà muốn mua máy này ấy, thì bên mình đang rất là sẵn hàng và nhiều hàng, 12 Turbo, 12T và Pro là đều sẵn hàng, và những cái máy đấy đều cài được cái file này. Thì các bạn có thể là cung một số tại dưới video này, hoặc là các bạn có thể lên website bên mình là mym.vn để đặt hàng, hoặc là các bạn có thể là nhắn tin số Zalo là 0888888641 nhá.